Sáng nay ngày 20 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng trong phiên chất vấn, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc thu hồi tài sản tham nhũng ở tất cả các nước không bao giờ triệt để. Ông Bình lý giải việc khó thi hành án, đặc biệt là các vụ án kinh tế có hai nguyên nhân. Một là tuyên án không rõ nên khó thi hành. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyên án không rõ của các bản án đã được khắc phục rất nhiều. Nguyên nhân thứ hai là những bản án tuyên rõ rồi, đúng nhưng không thi hành được. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu ví dụ xoay quanh vụ án Ocean Bank liên quan đến ông Đinh La Thăng, vụ án này là mất 800 tỷ đồng. Trách nhiệm dân sự của các bị cáo trong vụ án phải chia đều theo thị phần bồi thường 800 tỷ đồng đó. Theo ông Bình cho biết, ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỷ đồng đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp. Tuy nhiên tại Việt Nam, thời gian qua các cơ quan tố tụng đã phối hợp tốt nên tỷ lệ thu hồi được 40% tổng số tài sản đã tham nhũng. Đây là con số rất đáng ghi nhận, biểu dương.